mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoài Lam xuất hiện với ngoại hình khác lạ như lột xác thành người khác sau livestream vô hồn. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoài Lam đăng tải hình ảnh khác lạ khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Khác với ngoại hình phát tướng như mọi khi, lần này anh xuất hiện với phong độ điển trai, gương mặt góc cạnh cùng gu ăn mặc cực ngầu. Tuy nhiên, khán giả vẫn đặt dấu chấm hỏi lớn rằng không biết đây là hình ảnh hiện tại hay là hình ảnh trong quá khứ một thời đã qua của nam ca sĩ. Ngoài ra, Hoài Lam còn liên tục đăng tải khoảnh khắc tình bể bình bên bạn gái hot girl, khẳng định đang rất hạnh phúc. Từng là viên ngọc sáng trong làng nhạc Việt, ở hiện tại, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng nhưng thiếu may mắn như Hoài Lam. Thấy tâm trạng của nam ca sĩ vui vẻ, thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại, khán giả cũng thấy yên tâm thêm phần nào. Hiện tại, Hoài Lam đã vắng bóng khá lâu trên những sân khấu âm nhạc, mà thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoảng sẽ livestream hát hò tặng fan. Cách đây không lâu, giọng ca hoa nở không màu khiến khán giả không khỏi lo lắng khi lộ rõ vẻ mệt mỏi trên sóng livestream. Ở một số đoạn, nam ca sĩ cho thấy sự hụt hơi, hát bị phô và liên tục nói lan man. Từng là viên ngọc sáng trong làng nhạc Việt, hiện tại không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng nhưng thiếu may mắn như Hoài Lam. Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh thừa nhận thấy tiếc cho một người nghệ sĩ trẻ đầy tài năng nhưng lại lận đận. Em có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để làm một vì sao lớn, sáng chói và rực rỡ. Thế mà tôi nhiều lần tự hỏi, có phải số mạng của em đã được sắp xếp như vậy không? Giả như ngày đó tôi phải đừng tự ái, đừng dễ dãi và tỏ ra cần em một chút. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.